rồi chú. Chú đi đâu vậy hả? Chú chú, con chú đang uống mà trời. Chú em được rồi. Ok. Xin chào tất cả quý chú anh chị và các bạn trở lại kênh Nguyễn Phúc của mình nha cả nhà. Long chào cả nhà. Long chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện giờ Lộc Phúc đang có mặt ở cái khu nghĩa địa. Thì hôm nay Lộc Phúc lên rất sớm. Tại vì thứ nhất thì cho cả nhà xem lại cái gì ta? Cái nơi đó. Cái nơi đó mà ban ngày. Thì cái nơi đây ban ngày nói chung thì cũng nghe người ta nói thôi, buổi trưa thì không ai dám lên đâu cả nhà. Thì giờ đâu đó khoảng chừng tàu gì 2 giờ gì vậy? Thì giờ Lộc Phúc lên đây, vậy có nghe nói gần đây có một cái mộ mới chôn, mà nghe nói mới chôn cũng phá nữa, nhưng mà nghe khi người ta đi với gặp thì ở đây là cái nơi mà anh em mình thường thường lúc trước lên á, gần đây nhất lên là cũng nghe người ta chỉ, mà cái vấn đề mà cái thấy đứa trẻ dắt chiều á, và chạy dạng là nó chạy nô đùa buổi chiều, nghe người ta nghe tiếng của nó rồi thấy những cái bóng lẩn khuất trong lùm trong bụi ở gần những cái ngôi mộ, nhưng mà khi đến á, thì người ta nói thấy nhưng mà lại gần không được. Cũng như anh em mình những lần mà thấy đó, họ đến gần họ không được, đến gần là họ biến mất rồi cả nhà. Anh em mình hiện tại đang ở khúc cái nghĩa địa đó, hình như là đó giờ anh em mình chưa có quay khúc ở dưới đây cho cả nhà xem đúng không anh? Chưa đó giờ chưa giờ quay. Đang ở khúc cái ở đây cũng mấy chục cái mã rồi, lên tới chảnh. Bên đây có cái mộ máu chôn nữa. Bên đây cái mộ máu chôn mà anh nhớ là khởi mình xuống mà thấy cục lửa. Mấy cái cục lửa đó không? Ừ. Cục lửa trên mộ. Trời cũng lâm râm á. Trời đang mưa lâm râm. Giật mình tại vì vừa qua cái là biết cái buổi chiều lên thấy cái mộ nó mới mất rồi. Người ta chôn người ta chiều đó là người ta coi mới cũng la mã chưa. Hình như cũng la mã bữa đó luôn. Cũng mới vậy anh. Cái tối anh em mình xuống thấy cái cục lửa mà nó không bự, nó cũng vừa không anh, em thấy nhớ là nhỏ ở trên cửa cái mã, ở trên cái đầu ở trên trước đầu mã, mà anh em mình không, hình như anh em mình đi xuống luôn không, đi xuống luôn, anh em không ghé có... tại lúc đó trời đang mưa rồi nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ ở đó rồi xong hái vòng lên chỗ đứa nhỏ đi bển cả đi cả nhà, đi với Lộc với Phúc đi qua bên chỗ cái ngôi mộ bên đó cả nhà. Ở đây là thấy cái ngôi mộ bên đây, mộ phía bên đây nè cả nhà. Ở đây cái khu ở đây thì dường như là tre, mấy bụi tre mấy cây nọ nhìn nó rậm rạp lắm cả nhà. Ban ngày đi là nhìn còn thấy ớn nữa. Ấy chết này chết kia ta. Em đi xuống qua cái mộ đó đó anh Lộc. Ờ nghe. Nè cả nhà thấy nè. Phía sau mình đó là toàn là những cây bụi tre. Mà bụi tre cả nhà biết rồi. Anh em mình cũng đi xuống đường này nè, bắt đầu đúng đi rồi. Cái chỗ đó đi ngang đó. Đây nè, có đống lửa bên đây nè, nó cái ngôi mộ đó, ở cái mộ đó đó. Ở đây thì anh em mình sẽ không quay cái tên người mất. Lúc đó khoảng 9 giờ tối rồi anh em mình thấy, nhưng mà mưa rồi anh em mình không có ghé ngang, nếu thật sự ấy anh em thấy một cục lửa nó ở trên cái ngôi mộ luôn cả nhà, ngọn lửa đỏ đỏ, ngôi mộ này mới mất. Mới mắc mà cả nhà thấy mới xây luôn. Thì từ xa là mình nhìn đến mình thấy cái cục lửa nằm ở trên cái lưng của ngôi mộ á. Anh có thấy không? Thấy thì cái cục lửa đó. Mà trời đang mưa luôn. Là lúc đó là lúc đó người ta mới mắc mấy ngày đang làm mã mới xong nữa. Lúc mà em thấy là thấy cũng còn người đó. Đúng rồi, chắc buổi chiều á là thấy người ta đang làm mà chắc cũng gần rồi vậy đó. Là tối lại là mình thấy xuống đó giật mình, nó chờ giật mình chứ biết cái mộ nó mới mắc rồi đó mà gặp cái cục lửa đó. Tại đang đi với gặp cũng giật mình cả nhà. Đây cả nhà, nên chỉ cho cả nhà thấy vậy thôi, chứ anh em mình không có quay cái. Em cầm thử anh coi cái ngày tháng mắc được không, anh không đọc tên, anh cầm máy giùm anh ha. Ngày 10 tháng 4 mới đây mà. Thì mới đây đó, thì cái đợt anh em mình đi về là lúc đó mắc.
ngày 10 tháng 4 2022 nè. Đang lên nhằm ngày 10 tháng 3 nhâm dần. Quên anh quên coi. 10 đàn ông. 1953. 1953. 69. 69 tuổi, năm sau mới 70. Cũng lớn tuổi cả nhà. Ngay lúc đó thì anh em mình thấy vậy. Thôi bây giờ. Có người lên hay gì nữa. Anh không biết. Mà lên không biết đi làm gì ta? Ý là lên đi làm gì vậy? Không biết. Thôi bây giờ anh em mình đi qua cái khu bệnh đợi cả nhà. Hôm đó thì thấy nhưng mà cái vấn đề không phải mình sợ. Tại mình quen rồi, đi làm này cả nhà biết rồi. Anh em mình gia chạm nhiều rồi, riết rồi. Thành ra quen, cũng không còn sợ như những người thường khác. Ở đây... đồ gì ta? Thôi, khỏi đi. Anh nghĩ đi, chắc là đồ của người chết nè. Ừ. Đem từ nhà lên đốt đây nè. Nhiều khi có trường hợp nhiều khi người nhà người mắc á về như họ cần cái gì hoặc là họ đòi á rồi người nhà đem lên đốt một chị. Đây là quần áo được không, mình thấy là nhựa không. Cái khu này thì ban đêm ít ai dám lên cả nhà, tại vì cái chỗ này thì ba cái con ấy còn nhiều lắm cả nhà. Ừ, gặp hoài à, nguy hiểm lắm, bởi anh em ăn dài chứ cũng nhát chân. Nó nằm thường thường nằm ngay đường lộ á, đường cái đường đi á, càng trống mình ưa nằm đó. Theo anh nghĩ nó cũng ở trong bụi tre đủ ga. Ừ. Đây cả nhà. Này là cái bước đầu vô cái khu nghĩa địa thôi. Ở đây những cây cổ thụ bự bự không à. Buổi chiều là khi mà rất nhiều người kể là khi lên đây người ta đi thăm gãy được đó cả nhà. Tôi về thì thấy đứa trẻ nó chạy nó giỡn. Đây có ngồi mộ rắc nè. Không tên tuổi hả? Mới mắt nữa hả? Thấy à? Ủa? Em dưới chân ngồi mộ có thấy cái gì kìa? Giống như cái con gì nằm thấy không? Hay là miếng vẽ không biết nữa. Con gì là cái vẽ không biết nữa. Đây có một món mắt nữa. Gì vậy? Nhà mộ này mộ mới mắc rồi cả nhà. Mới chôn luôn á. Hồi mấy năm lên không thấy cái mộ này. Đúng không? Nhà mấy tháng mấy? Cũng là năm. Ngày là 7 tháng 5 mới đây nè. Ừ, 7 tháng 5 mà mấy ngày nay? 10 ngày nay. 10 mấy ngày. 61 tuổi. 61 tuổi. Vậy là cách đây đúng không? Mấy ngày lúc mình lên trước đây. 10 ngày chứ chưa. Không 10 ngày á. 10 ngày, 10 hơn 10 ngày. Bữa nay 17. 18 mình. Hôm đó đó cả nhà. Khi anh em mình lên đây nè. Là anh em mình thấy cái nhánh cây. Em nhớ cái nhánh cây đường dông không? Nó quật á. Nhánh cây đường dông nó quật. Nhưng qua bển thì không thấy gì cả. Và sau đó
anh có hỏi là cần gì anh giúp đỡ của mày. Ừ. Nhớ là anh có hỏi gì đó. Và sau đó thì cái cây rừng ngâm nó quạt giống như là nó đáp trả lại cái lời của anh nói cho đúng không? Đúng rồi. Là anh hỏi. Là bữa đó anh hỏi gì ta? Anh nói cần gỡ lấy cái rừng ra cái cây xuống không á? À nó dướng trên cái hai cái ngôi mộ. Ừ, nằm phía trên hai ngôi mộ. Hôm nay anh em mình đi buổi trưa. Đi đầu giờ chiều. Ừ, đầu giờ chiều. Phải. Đi em. Sao? Căng chỗ cái miếng ở dưới đó thấy có người đó chứ. Nhìn lên em mình. Màu gì? Ý là mặc đồ màu gì á? Màu xanh phải không? Đúng rồi, anh thấy nãy. Nhìn em giật mình, em tưởng đâu người cũng mà. Em mới nói anh là quay qua lãng tư rồi. Anh có thấy, anh thấy nãy rồi. Chị hả? À, thấy lúc anh mới lên nhìn là thấy rồi. Mà anh tưởng ấy, anh cũng không nói. Tại khúc dưới nãy anh em mình em coi. Nói, nhìn lên em anh hồi nãy mình lúc dưới á, là có cái ông nó cầm cái dao đúng không? Ừ. Không biết là lúc anh em mình thấy, nhưng mà nằm lúc dưới lận. Ừ. Còn ở trên này thì không biết. Nằm ở góc này nè. Nghe được rồi, mình đi ngồi nãy á. Mình tự nhiên cầm dao lên đúng không? Ừ đúng rồi. À, người... Ông già. Ông già cũng... Thì mình thấy anh nghĩ là không bình thường nhưng mà lên đây nè không biết ai nè. Trời. Chẳng lẽ ông đó đi lên đây làm chi? Thì ông đó làm gì? Thì đó. Người đàn ông nữa. Ở chỗ nãy. Ừ. Ở chỗ nãy mình ngồi phía trên chút vô cũ gần cái xứ phải không? Đúng rồi đó. Gần cái chỗ mà chắc chỉ măng đó. Thì gần cái xứ. Gần cái xứ đó. Ừ. Mà thí dụ ông là người thì sao mà ông nhanh dữ vậy? Mới qua chết nhóm nó kêu. Ừ. Còn đây có bộ đồ ở đây nữa, mất tiêu nữa nè. Anh nhớ bộ đồ ở đây không? Bộ đen đó. Ừ. Bộ đồ xung quanh. Nhìn ớn quá. Nãy lúc mà em anh lên là mới vừa đi lên thấy ảnh. Ừ, thấy ảnh đi lù ở trong mấy bụi đường dông nữa. Cầm cái dao. Cầm dao nữa. Mà nhìn mặt ông cũng ghê thiệt, ông ốm, ông già, ông ốm, ông nhìn. Có kiểu mà con mặt khắc khổ như anh. Ừ. Mặt mừng câu ghê nhìn. Nhưng mà lên đây thì nãy ông nhìn thấy mặt, anh thấy nhìn có người thấy người đứng thôi. Ở dưới gặp rõ, còn ừ. Đây em thấy cái... Thôi anh em mình đi vô anh kia đi, rồi đầu tối anh em mình đổ lại. Hay sao? Ok, tới giờ đến trưa này anh em mình đi thử chứ, anh em mình chưa thấy gì trên cả nhà. Người đàn ông đó. Người đàn ông đó thôi. Ý có khi nào? Bên mộ của anh không? Anh nói người đàn ông chỗ mộ. Ừ. Cũng... Anh nhìn không rõ biết lớn tuổi nhỏ tuổi. Không, ông đó không lớn tuổi rồi. Không phải, ý nghĩa là lúc người sau này nè. Người sau mình mới thấy đây nè. Ừ. Anh đâu có thấy rõ, anh chỉ thấy cái dáng người đứng thôi. Dạ. Không thấy được cái mặt nhưng mà... Đầu xanh. Đầu xanh, đầu xanh. Đúng rồi. Anh thấy cái dáng đứng quay lưng nè. Thôi ok, bây giờ anh em mình đi qua bên kia đi. Có gì tối anh em mình trở lại cả nhà. Ok rồi. Hai. Thôi giờ cả nhà đi. Hai nữa. Đến chào nhưng mà cả nhà. Phúc hai hoài mới bệnh hai cả nhà. Giờ này cũng bảy mấy chứ. Bảy mấy, tám giờ gì, giống tám giờ gì, có tám giờ rồi đó. Mình trở lại cái chỗ chiều cả nhà. Nãy giờ á cả nhà, lọc của Phúc. Mít. Mít đâu? Mít anh mở nè, mít em đâu? Cả nhà là do là mở vô đó nghe. Ừ. Thì cả nhà là nãy á, Lộc Phú Phúc đi từ dưới lên. Như là đi lên là qua bánh cu này. Thì chưa kịp gắn máy, chưa kịp quay luôn. Thì thấy cái người đứa nít chạy gõ gạt. Mà không quay được luôn. Hai anh em mình chạy theo. Lúc đó anh em mình chưa có gắn máy quay. Nó chưa gắn máy quay luôn. Thì thấy nó chạy theo. Nhưng mà chạy theo một đoạn rồi thì mất. Vô cái khu này nè, mất nè cả nhà. Không kịp quay luôn. Rồi xong anh em mình mới gắn máy quay lên. Anh em mình gắn liền để quay nhưng mà để xem thử thấy không? Tại vì nó chạy rất là nhanh luôn cả nhà. Anh em mình đuổi theo rồi sau đó nó giống như đó nó vô đâu mỗi đầu nó mất tiêu luôn cả nhà, không có gặp được. Đi trẻ mà áo màu đỏ chứ không áo màu trắng gì hết. Mà vô cái khu này là cái khu mộ cũ, mộ cái lâu qua năm rồi. Ngôi mộ ở đây có một cái khu. Là cái chỗ này là mộ cũ không à cả nhà, hồi xưa á.
Không biết giờ không biết à, nó không ăn nhanh thiệt. Mình thấy lướt đi theo mắt. Anh em mình là cố tình đuổi theo luôn đó. Mà không cần quay luôn á, để coi như nào, tại vì lúc đó thì đâu có lấy máy kịp đâu mà quay. Vô đèn chạy theo. Ừ. Nhưng mà vẫn không có thể bắt kịp được. Thôi bây giờ đi anh em đi qua bến đi, coi sao. Cô thấy không? Cả nhà. Anh bật máy quay đi. Anh em mà lúc mà chạy là lúc là thấy cuối cùng là ở cái đầu mã này nè. Đúng không? Anh em mình định nói chung mình thấy là biết là ok là cái người ta kể lại là đúng. Là chiều thấy là lúc là vừa lên thấy. Là theo mà thấy không kịp, mà không kịp mình gắn máy quay đi quay luôn cả nhà. Anh em mình định là lên gần tới rồi mới gắn máy quay vô. Cái khu bên đây nè, nãy dắt mình ấy sao dắt lên cái đường ngay cái đường mà lúc trước mình lên em nhớ không? Đúng rồi, bữa trời mưa mình lên luôn á, đi gan đường luôn á cả nhà. Ủa tự nhiên muốn tắt nãy khi mà anh vượt xong rồi cảm thấy nó chóng mặt qua má xong. Ừ, nhức cái đầu nhức tưng tưng luôn á, kỳ quá. Chạy theo nè, đổ hồi hộp không cả nhà, một đoạn khá xa chứ đâu, cần cái trăm thước á. Tự nhiên bây giờ kỳ quá nhặt cho mình đó. Chạy qua lướt lướt qua tới cái gần tới khu này mắt anh em như ở đây nè em ơi, phía sau cái vách mộ có em thấy cái gì không, phía sau vách mộ nghe mắt mấy cây phía sau vách mộ này nè. Anh có thấy một cái dáng người mà có đỏ. Ừ, ngay chỗ ngay cái vô bi mộ phía. Ừ, tối quá. Thấy không? Anh thấy mà thấy không được gỗ á. Đèn này mà sáng qua không tới bệnh, gỗ bệnh. Mới đem được cái đèn tròn đi. Hồi anh em mình cần đi qua cái mộ mới chôn không? Đi. Đúng rồi, xa mà lội bánh một đoạn xa cả nhà. Đi, ok. Mộ mới đập mà xây lại. Người ta đập, người ta sửa lại cả nhà. Dây này người ta kéo làm gì ta? Quấn trên mộ nè. Sau lưng em nè. Chắc người ta căng ta lấy mặt bằng quá. Không. Che cái máy á. À đúng rồi không? Cho nó mát cái đặng người ta xây đi ha. Bên. Đâu? Bên kia á. Em... anh thấy bên đó đó. Vậy? Bên cái chỗ cái chổi kìa, cái chỗ cái chổi. Bên chỗ có chổi á, bên chỗ có chổi này đứng ngay cái khe này nè. Vậy là em thấy bên đây hả? Ủa cái bọc đồ cúng đâu em? Ở đây giờ đó giờ anh em chưa đốt ngang chỗ cái mộ này. À đây anh đốt chứ thử gì. Vậy vừa.
gì vậy? Hả? Cái nghe nó nói chuyện gì? Anh nghe nó, mà không biết đâu hả? Không, em mới nhắc là rõ luôn tiếng nói chuyện. Ừ. Anh cũng có nghe. Nhưng mà không có, có nghe được tiếng gì thôi, nhưng mà nó tiếng nói chuyện cái hồi rõ. Họ phát ra cái tiếng gì á. Có cái gì vậy? Hình như có ai đứng bên đây hết thôi. Cái gì đó mà hôm trước thì anh em mình thấy ở phía bên cái bên đây nè, bên cái chỗ cái mộ này đúng không em? Mộ này mộ bển cái gì? Anh thấy cái gì? Đó chỗ đó ngay chỗ cây á, em nhớ không? Cái cây hả? Đúng rồi, cây là mộ đó, hai mộ. Ừ. Luôn, nằm hai mộ luôn đấy. Rồi chánh mộ của cái bà lão đó. Giờ xuống. Ê, cái gì? Cái gì đâu hả? Quái gì? Anh nhìn cái gì? Cái bia mộ ở trên cái ngôi mộ màu hồng rồi giống cái khuôn mặt cô gái không? Đâu đâu? Nè đây nè. À bên đây hả? Nè đây không? Phải, ừ trời đúng rồi. Không? Đúng rồi, khuôn mặt nữa. Em giật mình chứ trời. Nói gì vậy? Ừ em. Ừ kìa kìa. Quái. Thôi. Có nhà. Không phải đứa trẻ nãy không em? Ừ, đỏ đỏ đúng không em? Đúng rồi. Nó gì vậy nè quên. Quái. Cả nhà. Cái này, bên đây cái mặt đâu rồi? Du xuống từ từ xuống cho mọi người. Cái mộ có gương mặt của người nữ rồi. Có bên đây phải không em? Cái gương mặt người nữ. Ở đây không thấy. Không cả nhà. Không có nhìn được. Nè đi dẫn này cho cái nhà nhìn xuống lại nào. Cái mộ này nghe. Nữ nào mới tên nữ nào? Nữ. Nữ. Thị á. Trên đây thì đây nhìn xuống thấy cái mỏ dưới đó nè, cả nhà nhìn thấy nè, cái gương mặt người nữ rõ ràng, để tóc đàng hoàng đúng không, chải tóc hai bên đúng rồi, cái dây chải tóc này này khuôn mặt nghiêng nữa đúng không? Ừ đúng rồi, mình không biết đây là cái sự mà trùng hợp, không phải cái mộ trắng nha, cả nhà màu đỏ dưới này nè, cái mộ màu hồng á, đúng rồi, cái màu hồng đó. Chỉ có điều là không thấy mắt mũi thôi chứ chắc giống là một người nữ sỏ tóc. Nhưng mà cái ngôi mộ chính xác là của nữ. Ừ. Nãy anh đọc tên anh thấy chữ thị đó mà cái gì thị đó. Còn bên đây thì. Nhưng mà anh em thấy đó, quay qua đây thì bắt đầu cái bông của đứa bé nó xuất hiện. Ừ. Áo đỏ, giống như là
hồi sớm anh em gặp cái lúc mà anh em mình đuổi theo vậy đó. Đúng rồi. Anh em cái nền thấp nha, hết chỗ này. Ê, cái đó có cái gì đó, màu vàng đó, gió bánh hả? Cái nền thấp nha, hết chỗ này. Thấp à? Có nền không? Thấp thì thấp. Ok ok. Em thấp. Ok, em thấp được. Máy để chọn lại cái em. Em lấy à? Em cầm máy đi. Ok ok. Để em đếm hết một ở đây coi. Mình nhắm chừng đi em ơi. Nhắm chừng được không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 30 cây đi, 30 cây. Giờ không biết đường. Thì mình gom chỗ nào mình đốt chỗ một cũng được. Hết rồi. Chết cái này sao đây? Chết nó dơ, dơ nha. Thôi để đỡ đi. Anh em mình cũng... Nói chung là anh em mình đến. Không phải cái tiếng nhạc nha cả nhà. Có tiếng la giống như cái con gì đang bị cắn. Chim. Nghe không? Đốt nhang hết. Dưới có tiếng giống như cái con gì bị cắn vậy, em nghe không? Có cháy gì? Có cháy rồi ta. Mấy khu này thì thường như bên đi miền ngoài anh em mình lên đây chứ hình như không ai dám lên đâu. Cái vách này đó cũng bị chết rất là dữ nè. Chết dữ lắm. Ở đây thì Lộc sẽ, mình sẽ đứng ở đây, mình giải rộng hết tất cả cái nơi đây nha cả nhà. Chứ bây giờ nếu mà đi giái từng ngôi mộ thì không biết khi nào mới xong. Rồi mình trên đây đi, trên đây cho mình xuống dưới luôn anh. Ok, anh giái không, em đứng đi, anh giái giọng xuống cũng được rồi. Đây thì có những ngôi mộ mà mình không có thấy được cái lư hương bên đó nữa kìa. Anh không thấy đường anh đi. Ok ok. Để anh cắm hết những ngôi mộ này. Những ngôi mộ này không có, không có lư hương. Có gì cắm không ta?
dưới luôn. Xuống anh bỏ cái nón với cái giấy chỉnh. Cái gì hơn vòng lại. Ok. Căng thẳng em. Cắm ba cây ngoài cái thôi để cắm rồi đi. Anh đắp nhanh chưa? Mới đắp mà, đắp rồi. Rồi. Rồi chưa? Rồi đó chưa? Rồi. Rồi. Rồi chứ nó mổ đắp rồi. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên tranh. Ok. Cô giùm em. Thắp gọi chưa? Anh thắp gọi chưa? Thắp gọi phải không? Anh coi giùm anh này. Đó đó. Đâu kêu đâu. Còn cầm giùm anh này. Lỡ đi. Thắp hết đi. Ừ, anh thắp gọi mà. Thắp gọi. Đúng rồi. Thôi lỡ đi qua đây nè em ơi. Đi đây đi. Hỏi. Hỏi. Giật mình. Hỏi đi chứ. Đây đây anh. Được rồi, đúng không em? Được rồi. Bây giờ đi lại đi em cầm. Rồi, ok. Ủa? Why? Cái gì vậy? Thôi đi em ơi, em ơi. Ồ, khoan anh lấy cái nón với cái này. Hỏi. Hỏi. Giật mình. Hỏi đi chứ. Đây đây anh. Được rồi đi. Đúng không em? Được rồi. Bây giờ đi lại đi em cầm. Rồi ok. Ủa? Hỏi. Cái gì vậy? Thôi đi mày em ơi. Ồ, khoan anh lấy cái nón với cái này. Nón có đâu mà. Nón em à. Nón em để đâu? Cái gì vậy? Nón đâu trời. Để đi cái gì mà kiếm. Căng thẳng nha. Đây có người thắp hương rồi nè. Ê khoan. Anh đốt cái ngầu mộ qua. Em đứng đi, anh đi em sắp được. Ôi, anh không chết đường. Môi Phật. Ai môi xì đã Phật. Có đổ vào chưa ta?
Trên đây còn mấy ai? Bốn này. Wow. Khi mà anh em mình đốt nhang cái nhà thì khi mà qua tới khúc bển nó hiện ra màu đỏ, màu đỏ rất là rõ luôn nha cả nhà. Thấy không? Thấy em à? Thấy thì qua đây nè em ơi, theo hoài cũng vậy à. Thì cả nhà anh em hôm nay thì thấy đứa trẻ này mà dường như đi theo hoài cũng vậy. Đợt mình lên đợt trước không? Không nhớ.
thấy đứa áo trắng, đúng không? Định sao? Hả? Hai mươi. Em. Bốn. Nữa. Đâu rồi trời? Em ơi, em trời trời, ủa trời, không biết đâu dựng trời rớt xuống vậy. Cái mộ của cái người phụ nữ này, trời, trời. Chú, chú đi đâu vậy hả? Chú con, chú đang uống mà trời. Chú đi theo đi chú. Chú ơi, ngồi đây đi chú ơi. Chú con đi theo chú với. Chú gì chú? Dạ thương đi chú ơi. Chờ 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 con đi với chú ơi, tự nhiên con mệt quá chú ơi. Chú đợi con với chú. Chú ơi đợi đi chung với chú. Chú ơi chú uống nhiều con mệt quá. Em ủa ơi em, con chỉnh nè chú ơi. Ủa ơi nó lại hiện lên nguyên một con người luôn cả nhà. Cái chỗ nước chảy ra ngay chỗ bút ngồi hiện lên rất là rõ, một người đang ngồi mà giơ cái tay lên đây cả nhà. Đây là có thể là cái người đang nói chuyện với Phúc. Nếu thật sự vong linh ở đây linh thiêng thì hãy để cho tha lỗi cho anh em tôi, và hãy để cho chết bà rồi siêu kỳ đó. Em ơi, ủa cái lon bia đâu rồi? Ôi cái lon bia mình đem đá đi cái nhà. Ủa đây hả cái nhà ơi, đây là phải nhiều phút rồi, để cho xíu có gì rồi nói chuyện cả nhà sao. Ôi ở đâu đây có cái bùa yêu nữa vậy nè cả nhà, thấy không? Ai đã từng lên đây làm cái gì nè. Đây cả nhà, cả nhà đợi mình xíu, mình về phút một cái.